chắc là lúc nào cũng luôn muốn cả gia đình mạnh khỏe và vui vẻ. Để mẹ vui hả? Con trai của mẹ sẽ nhanh chóng ra trường và thành công. Mình nghĩ sau khi về hưu thì cái việc chăm sóc gia đình là cái niềm vui của mẹ. Điều là mẹ mình hạnh phúc nhất bây giờ là mình lấy chồng rồi có con thôi. Trời ơi, cái điều mà khiến mẹ mình vui nhất là chỉ có dẫn mẹ đi sắm vàng nè, mua hộp xoàn tặng mẹ nè, nay đưa mẹ được bao nhiêu tiền nè là mẹ vui nhất. Cái vậy là vui thôi à. Cô á thì lớn tuổi rồi, cô không có mong muốn gì cho riêng cá nhân cô đâu. Cô chỉ muốn con cô được hạnh phúc, thành đạt là cô vui lắm rồi. Con tôi là hiểu ý tôi nhất á. Ở cái tuổi mà bon chen hết với đời rồi, thì bây giờ tôi chỉ mong mỗi ngày tôi với bà và các con khỏe mạnh là được rồi, vui là được. Đàn ông mà con tới tuổi về hưu rồi thì tự nhiên nó buồn, nó vắng dữ lắm. Ngày xưa lúc mà còn đi làm á thì chỉ quen biết bao nhiêu người, bây giờ quanh đi quẩn lại chỉ có cái sân với cái bếp thôi à. Thấy cuộc sống nó cũng mất đi nhiều ý nghĩa. Thì đó, hai vợ chồng thuộc là cái tiếp người là hay làm, con cháu thì nó kêu ở dậy đi nó nuôi, nhưng mà nuôi sao được hả con? Bữa cô đi chợ á, cô quên khóa cổng rồi quên tắt bếp luôn. Rồi bé Hương nó về nhà nó thấy vậy nó la cô. Mà cô đâu có muốn vậy đâu con. Cô sợ sau này về già cô bị mất trí, rồi gây họa cho con cô nữa. Ví dụ những ngày rảnh hay là lễ Lộc thì Ngọc cũng dắt cô đi chơi, tối thì cũng đi coi phim, đi nghe nhạc. Nhưng ngoài ra thì ban ngày thì có khi Ngọc làm đến 7-8 giờ tối, 8-9 giờ tối thì cô thì cũng có mình ở nhà thôi. Thật sự ra thì từ lúc chú mất tới giờ cô cũng chưa quen. Bởi vì mấy đứa nhỏ nó đi hết trơn á, nhà có một mình lúc đó mình cảm thấy cô đơn lắm. Cô cũng muốn là có một cái nơi nào đó có những người đồng trang lứa như mình á, để mình chia sẻ tâm sự hoặc là mình học hỏi được một cái gì đó. Nhưng mà thì cũng lo, đi vậy rồi tụi nhỏ về không có cơm nước gì ăn hết trơn á. Thử ra mình thấy không, không nghĩ nữa. Đôi lúc cô muốn bỏ hết tất cả công việc để mà cô bay qua với con cô. Cô sợ cô bay qua đó rồi lại làm phiền đến con mình. Con cô á thì phải đi học, đi làm, mà cô không biết tiếng thì lúc nào á cũng cản trở công việc của nó. Cho nên thôi. Mình cũng có nghĩ tới, cho nên là cái thời gian mình đi làm cả ngày trời thì biết là mẹ nhà cũng buồn, thì cũng có nói với mấy đứa em là chở cháu xuống cho mẹ chơi, rồi cũng có nhờ một số cô gì lâu lâu ghé thăm mẹ, nhưng mà ai cũng có việc riêng hết, đâu phải lúc nào người ta cũng rảnh đâu mà người ta tới. Hồi đó mình còn ở đây nè, thì mình với mẹ hay tâm sự với nhau hàng đêm. Còn bây giờ mình đi qua bên nước ngoài á, thì hai mẹ con cũng ít có thời gian nói chuyện với nhau. Trước giờ mình nghĩ rằng chỉ cần lo đầy đủ cho mẹ là đã tròn bổn phận. Nhưng mà hôm nay mình biết rằng mình còn thiếu sót và có lỗi với mẹ nhiều lắm. Mình không có nghĩ là thời gian qua là mẹ mình phải một mình chịu nhiều áp lực như vậy. Mình rất là sẵn sàng. Nếu mà có một cái nơi mà trong đó mẹ mình có thể tìm được nhiều niềm vui, có thể gặp gỡ nhiều người để trò chuyện, để tán gẫu thì mình rất là sẵn sàng. Bây giờ con đã thật sự hiểu mẹ, và con sẽ làm tất cả vì mẹ. Giờ làm gì mình cũng phải làm hết. Tại vì mẹ mình là người nuôi mình từ nhỏ tới lớn, nhịn ăn nhịn mặc. Giờ con với mẹ cùng điện trí nhớ. Mẹ quên thì con nhé. Con nổi tiếng nói nhiều mẹ lo gì.